Kính chào quý vị khán thính giả. Hôm đầu năm Tết âm lịch của chúng ta thì ở trên cộng đồng mạng có chia sẻ một cái bản tin của báo Dân Trí, đăng cái tin là cổng làng khủng giống phong cách châu Âu ở Nam Định. Thì chúng tôi thấy có cái cộng đồng mạng rất là ngạc nhiên, rất là sửng sốt và rất là căm phẫn, là vì thấy cái họ treo cái ngọn cờ trắng vàng là cờ của Vatican. Đó là cờ quốc gia Vatican, thực ra chứ không phải là cờ tôn giáo nữa. Cờ tôn giáo, Công giáo không có cờ riêng. Còn cái cờ này là cờ quốc gia Vatican, là cờ trắng vàng. Xin mọi người để ý cái chỗ đó. Và cái điều này thì không thể chấp nhận được cờ một quốc gia khác treo vào trong cái lãnh thổ của nước Việt Nam. Mà nhất là không có ban giao, mà dầu cho có ban giao đi nữa, cái cách treo cờ một nước khác như vậy là không chấp nhận. Ở trên kênh Trần Ly cũng có rất là nhiều khách mời tỏ ra rất là phẫn uất về chuyện đó. Và ngày hôm sau chúng tôi đã được một cái tin khác là cái lá cờ đã được thay bằng lá cờ tổ quốc, cờ đỏ sao vàng. Và cái kiểu xây với những cái hoa văn ở trên đó, những cái điêu khắc ở trên đó, toàn là những cái hình ảnh giảng đạo Chúa ghi dấu ấn trên đó. Thì chúng tôi cho là họ muốn tạo ra cái cổng làng, làm một cái cột mốc chủ quyền của họ để vào trong cái làng đạo. Đó là cái cảm tưởng của chúng tôi khi thấy cái sự xây dựng nó như thế đó. Nhưng mà cái vấn đề vẫn còn đâu đó. Cái chuyện thay cờ thì là cái chuyện rất là dễ, chuyện nhỏ. Họ có thể họ thay cờ lúc vui lúc buồn cũng được, nhưng mà cái vấn đề là xây dựng cái cổng mà theo cái hoa văn Thiên Chúa giáo là như một cái dấu ấn ở ngay cái cổng làng, là một cái nơi công cộng, một cái trên cái lãnh thổ của nước Việt chứ không phải là trong cái khuôn viên nhà thờ. Thì ra đây không phải là cái vấn đề tôn giáo nữa, mà đây là cái vấn đề thuộc về xâm phạm lãnh thổ của nước Việt Nam. Và chúng tôi cho rằng đây là một cái vấn đề nghiêm trọng. Cho dù việc xây cất này có được phép của chính quyền địa phương hay không, thì đó là cái vấn đề chúng tôi nhờ những cái cơ quan chức năng xem xét lại. Cái việc này không dễ chấp nhận được đâu. Có lẽ phải xem lại cái luật của chúng ta có đủ để bảo đảm cái an ninh của quốc gia đối với cái sự xâm lăng của quốc gia Vatican hay không. Tôi có nhìn sơ về những cái luật xây cất thì dường như có thể một cái cộng đồng dân chúng nào đó có thể tự xây cất và xin phép chính quyền, để chính quyền giám sát cái việc xây cất đó ở những cái khâu từ dự án cho tới thiết kế cho tới hoàn thành. Rồi và họ chú ý tới những cái vấn đề an toàn, vấn đề môi trường, vấn đề thi công, vân vân, chứ không có chú ý đến cái vấn đề văn hóa ở trong đó. Thì tôi không biết có cái luật nào chú ý tới đó hay không, mà nhưng mà chúng ta ở người lương đó thì họ tất cả họ xây cái bất cứ cái gì thì nó là của nước Việt Nam. Nhưng mà đối với cộng đồng Công giáo, khi mà họ xây cái gì, họ làm cái gì thì họ xem cái đó là của Vatican. Quý vị nên nhớ cái chuyện đó là một cái khác biệt mà tự họ tách biệt ra khỏi cái cộng đồng dân tộc, chứ không có ai chia rẽ họ cả. Mỗi lần chúng tôi nói chuyện sự thật về họ thì có những người họ cứ cho rằng chúng tôi chia rẽ, mà nói một cách chia rẽ tôn giáo, một cách rất là không có lý chút nào hết. Thì cái hành động này là cái hành động chia rẽ dân tộc. Tức là quý vị xây một cái gì đó là quý vị Công giáo là cứ xem như đó là tài sản của riêng của quý vị, mà quý vị là ai? Là quý vị là của Vatican. Quý vị đón rước giáo hoàng hay là hồng y gì của Vatican qua đó là quý vị xem như là rước cho ông cố nội của quý vị qua. Thì và quý vị có cái gì là quý vị sẵn sàng quý vị dâng cho người ta. Trong các nhà thờ chúng tôi đã từng gặp những cái dấu hiệu là dân nước Việt Nam cho Chúa. Mà cho Chúa là ai? Dân cho Chúa là dân như thế nào? Đó là dân cho Vatican, là cái người được hưởng thụ. Rồi những cái chuyện gì xảy ra, quý vị làm cái việc gì nó trái với pháp luật, chính quyền cũng không xử. chính quyền lại để cho Vatican xử. À, sao kỳ vậy? Như vậy là ai là chia rẽ dân tộc đây? Cái hành động đó, những cái cách mà xử sự như thế đó là chính quyền đã xem quý vị như là một cái cộng đồng riêng biệt, cộng đồng đặc biệt, chia rẽ dân tộc ngay từ chỗ đó. Quý vị biến cái xóm đạo thành cái đặc khu của Vatican, không ai rớ tới được, không ai xử, không ai dám xử quý vị. Nếu ngày nào chúng tôi không dám động tới quý vị, tức là quý vị là một cái nhóm người riêng, một cái cộng đồng đặc biệt, không có giống ai, không có cùng một tổ quốc với chúng tôi. Đó là những cái hành động chia rẽ dân tộc đó. Còn chúng tôi nói ra những cái sự thật, những cái việc xảy ra, những cái chuyện quý vị đã làm, đang làm. Tức là không có phải là chia rẽ mà đó là sự thật. Còn cái hành động của quý vị xem đi. Xây dựng được một cái gì gọi là cấm cờ, cờ của Vatican, của quốc gia Vatican. Quý vị thuộc Vatican rồi, đem bất cứ một cái gì quý vị cũng cấm cái cờ đó, đến nỗi mà cái đội banh quý vị cũng đem cái cờ Vatican vào để mà rồi còn hát cái quốc ca gì nữa đó, chúng tôi không hiểu. Điều đó chứng tỏ là trong lòng quý vị đã muốn tách ra khỏi cộng đồng dân tộc của chúng tôi, quý vị tự chia rẽ lấy. Hôm nay chúng tôi xin trình bày một vài cái điểm khác. Nhắc lại là mặc dầu cái lá cờ đã được thay đổi, nhưng mà cái vấn đề xây dựng là vẫn còn đó. Và chúng tôi yêu cầu chính quyền phải xem xét lại cái cộng đồng đặc biệt này, cái nhóm người đặc biệt này mà quý vị không dám sờ tới đấy. Phải có một cái luật lệ riêng cho họ. Cái cổng làng họ xây cái kiểu này giống như là cái cột mốc chủ quyền, không hơn không kém. Thế là bây giờ nếu mà họ được tiền ở ngoại quốc gửi về, là họ xây tới đâu là họ mua đất, họ mua hết, họ mua từ từ, họ nối chỗ này một nhóm, chỗ kia một nhóm, rồi họ nối lại với nhau. Thế là cái quốc gia Việt Nam mình là thuộc về họ hết à. Thành ra chính quyền phải xem lại cái luật lệ về đặc biệt để cho cái cộng đồng công giáo không có được xây ở trên những cái chỗ công cộng. Và chúng tôi tin rằng tự do tôn giáo, chúng tôi đi từ Mỹ tới Pháp tới những cái quốc gia tân tiến trên thế giới này, tự do tôn giáo của họ là ở trong nhà thờ. Họ chỉ có cái nhà thờ thôi, không có cái kiểu mà nguyên cả một cái làng. Tôi chưa bao giờ thấy con nguyên cả một cái làng mà thuộc về Vatican. Tôi chưa bao giờ thấy trên trái đất này. Quý vị Việt Nam, quý vị chính quyền Việt Nam làm ơn xem lại đi. Cái chỗ đó không phải là tự do tôn giáo, họ không được có quyền tự do tôn giáo mà họ chiếm nguyên cả một cái làng như vậy. Đây là vấn đề rất là trầm trọng. Không có phải là chuyện giỡn nữa. Không phải là cái chuyện mà treo cờ lên, treo cờ xuống, nó làm như là chuyện chơi. Cũng giống như là thoa phấn, thoa son, quẹt tới quẹt lui cái là xong. Cái chuyện treo cờ là cái chuyện rất nhỏ. Nhưng mà cái chuyện xây dựng này nè, xây dựng với những cái kiến trúc, với những cái hình ảnh mà của Chúa này kia nọ lên trên đó đó, chẳng có ai giám sát hết. Mà nếu mà quý vị nào giám sát mà cho phép cái công trình này á, là quý vị phải xem lại cái kiến thức của quý vị về Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo không phải là những cái tôn giáo giống người ta. Nó là một cái tổ chức chính trị. Quý vị cứ xem đi. Cái cách mà họ cấm cờ đó là họ biết rồi. Họ xây cái gì là họ cấm cái cờ của cho Vatican. Như là một cái tuyên bố chủ quyền của họ. Và cái họ đạo nào mà họ xây lên rồi đó, cái chu vi nhà thờ đó, là họ xem như là đặc khu của họ. Chúng tôi còn nhớ những cái vụ mà Thọ Hòa, mấy anh em của Nguyễn Trọng Nghĩa vào tính là đối chất với ông cha vì ông có những cái câu phát ngôn không có chấp nhận được. Thế là ông cha Nguyễn Duy Tân đóng cửa nhà thờ lại, kêu giáo dân đến ra lệnh là bắt mấy cái người đến đó là rồi hành tội, rồi bắt khai, đánh đập người ta. Quý vị là ai? Tại sao quý vị có cái quyền ở trên cái lãnh thổ của chúng tôi? Thật sự nó là vấn đề của đất nước, vấn đề an ninh của đất nước. Chúng tôi phản đối cho những cái người đạo Chúa xây cất các công trình công cộng trên lãnh thổ Việt Nam. Chấm dứt, bất cứ ai cũng được, ngoài cái những cái cộng đồng công giáo, là vì họ cất cái gì là họ xem như cái đó là của họ, của Vatican, họ muốn dâng cho Vatican. Còn người lương của chúng tôi đó Xây dựng cái gì là nó nằm trên lãnh thổ, là của chính quyền, là của nhà nước của chúng ta. Nó khác nhau ở chỗ đó. Đấy, bây giờ cả báo chí cũng rất là bất công. Tôi không hiểu lý do nào mà 2 năm trước đây đó thì báo Dân Trí có thái độ đối với một cái cổng chào ở Ninh Bình. Báo Dân Trí đăng xây cổng làng hơn chục tỷ đồng để phát triển kinh tế địa phương, mai mỉa như thế đó, chấm dấu hỏi. Thì chúng tôi có nhìn thấy cái kiểu mẫu của cái cổng này rất là truyền thống, rất là Á Đông. Và nhắc lại là khi mà người lương của chúng ta xây đắp những cái công trình gì thì nó nằm trên lãnh thổ của chúng ta, không có ai mà dành đó là cái chủ quyền cho ai hết. Nhưng mà tờ báo Dân Trí nói như thế này: dự án cổng làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân được phê duyệt hơn 11 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư đã thanh toán 9,4 tỷ cho đơn vị xây đắp công trình xây dựng nhằm quảng bá thương hiệu làng nghề đá gắn với du lịch để phát triển kinh tế địa phương. Cái cổng rất là đẹp, nhưng mà lại báo Dân Trí lại mai mỉa. Trong lúc đó thì ngày đầu năm, ngày 22 Tây, thì cũng báo Dân Trí lại khoe khoang cái cổng làng của Công giáo, nói rằng cổng làng khủng giống phong cách Âu Châu ở Nam Định. Đấy, quý vị lại khen. Nhiều người dân khi đến làng du hiếu chơi làm ăn đều trầm trồ bởi sự hoành tráng với lối kiến trúc độc đáo giống châu Âu của cổng làng nơi đây. Báo chí Việt Nam bây giờ là vọng ngoại đến cái độ đó, thì cái gì mà giống châu Âu, giống cái nước ngoài là khoe khoang. Cái nước mình mà giống cái nước người ta, tức là mình bắt chước cái văn hóa người ta, không có cái gì khoe khoang cả. Cái gì tốt thì bắt chước, nhưng mà còn mất cái văn hóa của mình thì quý vị lại mong muốn mất cái văn hóa của quý vị. Cái gì mà bảo tồn văn hóa của mình thì quý vị là mai mỉa, nói này nói kia. Mất văn hóa là mất tất cả. Quý vị có biến thành tóc vàng mắt xanh được hay không? Quý vị muốn bắt chước người ta tới cái cỡ nào nữa? Thế là người ta đi về Việt Nam hỏi Việt Nam này có gì đặc biệt? Nó cái này của tôi giống ba lê nè, cái này của tôi giống tòa Bạch Ốc nè. Có cái gì của mình không? Tại sao không biết tự hào cái gì riêng của mình mà cứ bắt chước của người ta là hí hửng lên? Thì tôi không biết cái luật xây cất của Việt Nam như thế nào, thì tôi nhắc lại là xin quý vị làm một cái luật đặc biệt dành cho những người Công giáo. Bởi vì họ có những hành động đặc biệt, họ tùy thuộc cái nhóm người đặc biệt. Họ trên đất nước Việt Nam mình chỉ có một chân thôi, chân gọi là chân trong, chân ngoài đó. Trong lúc mà tôi đi tìm những cái bài về lá cờ thì tôi lại gặp một cái bài của thanh niên Công giáo mà linh mục Phêrô Trần Văn Thành viết, và cái tựa là Cộng sản rất thèm muốn được treo cờ đỏ trong khuôn viên nhà thờ Công giáo. Ông linh mục Thành nói rằng thời gian vừa qua có một hiện tượng lạ mà trước đây chưa có, là trong các dịp lễ quốc gia, chính quyền các cấp đến vận động các gia đình và giáo xứ treo cờ trong khuôn viên nhà thờ. Việc này tôi nhận thấy như là một nhiệm vụ quan trọng, khẩn thiết và khó khăn của chính quyền địa phương do cấp trên chỉ xuống. Đọc tới câu này thì tôi nhận thấy là ông này là ông mai mỉa. Cái việc vận động treo cờ là một cái việc hồ hởi cùng nhau mừng một cái lễ nào đó, đâu có phải là một cái gì mà gọi là khó khăn. Mà ông này ông đem cái chuyện khó khăn là do cái tâm lý của bên trong lòng của ông nghĩ ra là như thế. Người ta thấy rằng quý vị luôn luôn là ngoảnh mặt làm ngơ đối với tất cả những cái niềm vui của đất nước, cho nên người ta mới vận động quý vị, chứ không phải là khó khăn gì cả. Là đó là một cái chuyện ông không thích, cho nên ông mới nói như vậy. Tôi đọc tiếp là ông nói giáo xứ Tam Tòa cũng được nhiều người trong lãnh đạo phường và thành phố đến thăm và vận động giáo xứ treo cờ. Ông có nói chính quyền đến thăm giáo xứ là chuyện tốt và tôi thay lời bà con giáo dân cảm ơn các cấp chính quyền, nhưng việc treo cờ trong khuôn viên nhà thờ thì tôi có ý kiến là vì hiện nay giáo xứ đang xây dựng nên chưa có chỗ xứng đáng để treo cờ tổ quốc. Đây là lần thứ hai ông có mai mỉa cái cờ mà chỉ cần treo chỗ nào cao và đàng hoàng một chút, chứ có cái gì nào mà xứng đáng để mà treo cờ tổ quốc. Thế là cả một cái giáo xứ chưa có một cái chỗ nào xứng đáng. Tại sao mà còn để hình Chúa thì được, Quý vị coi Chúa là trên tất cả mà. Còn kiếm được một cái chỗ tôn kính để mà để Chúa, mà tại sao kiếm một cái không ra một cái chỗ để treo cờ? Thế có phải mai mỉa không? Quý vị thấy những cái lời nói của họ đầy mai mỉa và trịch thượng, xảo quyệt nữa. Đây là cái đoạn kế, này là cái đoạn tôi rất là bức xúc. Ông có nói rằng vì quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng và cao quý của dân tộc, của quốc gia, nên không thể cấm bừa ở đâu cũng được. Và việc treo cờ tổ quốc là tùy thuộc vào việc tự giác của mỗi người dân đối với tổ quốc, chứ không thể bắt buộc hay treo thay. Rồi cái câu này là cái câu sắp sửa, đọc cái câu này quý vị chú ý nha. Vì bạn có tổ quốc và hãy yêu tổ quốc của bạn, và không ai có thể yêu tổ quốc thay cho bạn. Đấy, và cũng không ai có quyền bắt bạn yêu tổ quốc theo cách của họ. Cái câu này là cái câu họ xem như họ nói với chính quyền đó là chính quyền có cái tổ quốc của chính quyền thì chính quyền hãy yêu đi, chứ đừng có bắt người ta yêu thế. Tức là ổng xem như ổng là cái người không có cùng tổ quốc với chính quyền. Quý vị thấy rõ chưa? Đâu có ai chia rẽ đạo Công giáo đâu. Họ luôn luôn họ tự chia rẽ ra, họ còn kỳ thị ngược lại người ta nữa. Đấy, cái câu này làm cho tôi nhớ tới một cái câu ngày xưa là cũng của ông Ngô Đình Diệm. Thì theo cái cuốn sách của bác Đỗ Mậu đó, Việt Nam máu lửa quê hương tôi đó, thì ông có ghi lại như thế này. Là nhà văn Chu Tử có kể lại trong tuần báo Đời ở Sài Gòn câu chuyện của một giáo sư đại học nặng lòng với quốc tổ Hùng Vương đã đề nghị ông Diệm xây đền thờ tổ quốc. Thì ông Diệm trở mặt nạt lớn: tổ của anh chứ tổ tôi à? Còn nhà văn Võ Phiến á, thì trong tác phẩm Đất nước quê hương có cho biết mãi sau khi chế độ Diệm không còn nữa thì nhân dân các tỉnh đã hăng say tự động xây đền thờ quốc tổ. Đấy, có khác gì ông Ngô Đình Diệm ngày xưa. Họ luôn luôn họ xem cái tổ quốc của mình là khác, còn cái tổ quốc của họ bên Vatican, quý vị nên nhớ là như vậy. Từ đời ông Diệm cho tới bây giờ, tất cả cái trong lòng của người Công giáo, họ không xem cái tổ quốc của mình là tổ quốc của họ đâu. Chúng tôi không có kỳ thị nhé, cái này là bằng chứng thực tế. Từ nay đừng có nói chúng tôi chia rẽ, mà hãy xem những lời chúng tôi nói có đúng hay không cái đã, và xem ai là cái người chia rẽ dân tộc. Đó, do đó là cái việc treo cờ tổ quốc mà họ xem như là cái công việc đó là không phải là của họ. Trong lúc đó thì treo lá cờ đó là chúng ta thể hiện cái tinh thần quyết chiến, quyết thắng, tinh thần đoàn kết, tinh thần chung sức, chung lòng phấn đấu để xây dựng quê hương ngày một phồn thịnh và hạnh phúc với nhau. Đấy, thì chúng tôi thấy cái ý nghĩa đó ở trong cái bài tuyên truyền ý nghĩa và hướng dẫn treo cờ tổ quốc của xã Quỳnh Hải mới đăng trên Facebook gần đây, để cho quý vị trân trọng cái lá cờ tổ quốc. Cái lá cờ phải được tươi mới, không có được phai màu, không có được nhăn nhúm. Treo phải được thẳng thớm và treo không có treo ngược, treo cái đỉnh ngôi sao phải ở trên. Đó là những cái điều mình phải chú ý. Và nếu mà cái lá cờ nó nhăn nhúm thì đừng có treo, thà là không có. Và những cái ngày lễ quan trọng chúng ta phải treo cờ lên để tỏ ra cái sự tự hào. Thí dụ như những cái ngày chiến thắng, hay là những cái dịp lễ 30 tháng 4, hay là cái ngày tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9. Tất cả những chuyện đó là chúng ta tỏ ra cái sự háo hức, cái sự tự hào. Một cái người dân của một nước độc lập là chúng ta phải treo cờ. Chứ tôi rất là tha thiết, tôi muốn có một cái lá cờ ở nước ngoài, cho nên là tôi yêu cầu tòa lãnh sự cho tôi xin một cái lá cờ, và tôi đã bắt đầu chào cờ. Và có một vài anh em cũng tham gia mấy năm nay, như quý vị đã biết. Tôi rất là tự hào, chứ không có cái ý đồ gì mà lập nhóm cờ đỏ hay là cái gì cả. Những người mà có cái ý đồ mà lập nhóm này, cho nên là có cái ý đồ chính trị là không có tốt. Nhưng mà chúng tôi là do cái lòng háo hức, cái lòng hăng hái, cái lòng tôn trọng đối với những cái ngày đó mà chúng tôi chào cờ, chúng tôi treo cờ thế thôi. Nói do đó là trở lại là đối với cái vấn đề, mỗi một lần mà có những cái vấn đề gì mấy ông linh mục xấu, nghe là luôn luôn là nói năm này qua năm kia, luôn luôn là có những cái bài giảng, có những cái cái kèm theo những cái bài chửi, hoặc là chửi thẳng hoặc là chửi móc, luôn luôn là như vậy. Thì những người mà không muốn nói, không muốn chúng tôi nói động tới họ, không muốn nói sự thật ra, họ nói là chỉ có một vài người xấu vậy thôi, còn đạo là tốt. Quý vị xem coi như thế nào mới gọi là một vài, hết người này tới người kia đó, hết cái chuyện này tới chuyện kia. Như cái bài hồi nãy tôi nói là linh mục Phêrô Trần Văn Thành, ông nào cũng có thể có cái tài gì đó là sẽ trổ tài vào một lúc nào đó, vào một cái dịp nào đó, luôn luôn mà cái mẫu số chung là luôn luôn là chống lại chính quyền, chống lại cờ đỏ. Thì quý vị xem có phải là một vài hay không? Mà số đông là cái gì? Số đông của họ là im lặng, họ chờ có cơ hội là họ nói lên. Phải mẫn cảm về cái an ninh của quốc gia, dân tộc chứ. Tại sao lại cản chúng tôi nói những sự thật? Chúng tôi nói lên những cái điều để mà chúng ta canh chừng những kẻ xấu. Nó nuốt chúng ta, nó đang nuốt chúng ta. Thì tại sao lại lên án chúng tôi? Tại sao lại cản chúng tôi? Tại sao quý vị không cùng chúng tôi để mà giữ gìn an ninh của quốc gia, bảo vệ cái đất nước này? Đất nước này bao nhiêu người đã đổ xương, đổ máu ra rồi. Bao nhiêu người chịu nhục, chịu nhằn, bao nhiêu năm, bao chục năm. Tại sao mà mỗi một người có một người bảo vệ thì quý vị lại cản là sao? Và tới đây thì chúng tôi cũng xin tạm ngưng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn lần sau. Cảm ơn quý vị.